kẹt các bạn đứng tin nhanh 24/7. Cận cảnh Suzuki Bolawas S400-209 sắp nhập Nam với số lượng cực lớn, mức giá dự đoán 150 triệu đồng. Suzuki Bolawas S400-209 sắp nhập Nam với số lượng cực lớn và có mức giá là 150 triệu đồng, nhằm cạnh tranh trực tiếp với cái mẫu xe Honda Rebel 500 đang nổi đình nổi đám trên thị trường và cái chiếc xe nổi tiếng của nhà Kawasaki là Vulcan 650S. Suzuki Bolawas S400-209 là một mẫu xe nội địa của thị trường Nhật Bản với lối thiết kế cổ điển và lẫn cái chút nét hiện đại, thuộc phân khúc cái dạng là cruiser tầm trung một sedan. Ra mắt đầu tiên vào năm 1998 với tên gọi Suzuki LS 650B Surpass, gây được nhiều tiếng vang với cái động cơ mạnh mẽ, cực kỳ bốc với cái bộ chế hòa khí của Kenhin và là nguồn cảm hứng để nhiều dân chơi độ chế thành nhiều một cách khác nhau như bất bờ, v.v. Với rất nhiều chi tiết hiện đại và lẫn những nét cổ điển, thay thế cho một cái bộ chế hòa khí đã quá cổ kỹ là một cái bộ phun xăng tử EFI đến từ hiệu của Nivoki BS400, tạo ra cái sự ổn định khi tiết kiệm nhiên liệu cũng như đạt được cái tiêu chuẩn tải Euro 4 khắt khe nhất. Suzuki Bolawas S400-209 áp dụng trên mình cái hệ thống động cơ mới với cái dung tích xăng đơn SOC 652 phân khối 4 thì góc nghiêng 90 độ, đi cùng với đó là hệ thống phun xăng tử hoàn toàn mới BS40 và cái trái piston to với đường kính lên tới là 94mm và làm mát bằng không khí với công suất tối đa là 31 mã lực tại vòng tua là 5.400 vòng trên phút và một cái moment tách đại được dừng ở mức 37 m tại vòng tua là 3.400 vòng trên phút, dung tích bình xăng 17.5 lít. Nhìn tổng quan chiếc xe vẫn không có quá nhiều thay đổi so với những năm 1998, ngoài trừ cái chuyển đổi thành là phun xăng điện tử. Phanh trước vẫn ứng dụng là cái bình nan hoa đi cùng với cái phanh heo dầu 2 bis, không đi kèm với công nghệ phanh ABS. Bánh sau nan hoa vẫn ứng dụng cái bộ thắng đùm như trên phiên bản là năm 1998. Trọng lượng khô dừng ở mức 173 kg. Hai cái xi nhanh ở sau được tích hợp vào cái dàn chắn bùn kèm với đèn hậu phía sau. Phần ghi đông xe cũng được đặt khá cao tạo góc lái thoải mái với những cái cụm công tắc điều khiển. Phần yên xe rất êm ái với những nút cao su. Bộ các chân trước kéo dài tạo ra cái độ duỗi chân thoải mái. Cái phần đèn pha hình tròn cổ điển với là hai xanh gắn ở hai bên hông của chắn ba. Cái phần che trước cũng rất tốt và dài đủ để gắn cái chắn bùn hiệu quả. Và đây là cận cảnh cái bộ chuyển động bằng dây cua ro. Cái điểm sáng nhất trên cái chiếc Suzuki Bolawas S400-209 đó chính là một cái chuyển động bằng dây đai cua ro rất êm ái, thay cho cái dây xích truyền thống giúp cho xe giảm đi được cái độ rung động từ cái động cơ xăng đơn 90 độ. Vậy cùng chúng tôi chờ đón cái mẫu xe mới này sắp Việt Nam cũng như mức giá trong năm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã giờ clip này và kế tiếp nhớ like, share, subscribe.